Những cái tiêu chí để lựa chọn vào thời điểm xe của năm 2021, chia sẻ với anh chị rằng là có rất nhiều những cái tiêu chí để chúng ta có thể lựa chọn những dòng xe vào thời điểm hiện tại. Và với đặc biệt với những cái tầm tiền như thời điểm hiện tại thì rất nhiều những gia đình trong chúng ta trong cuộc sống này đã có cái phần tiền dư giả để có thể mua xe ô tô và dư giả để đầu tư những chiếc xe hơi. Thế thì vài cái tiêu chí sau đây để giúp anh chị có thể lựa chọn những dòng xe 2021. Đối với những người mà thích cái dòng xe đời cao và ít tiền thì chúng ta sẽ không bàn đến vào cái video lần này. Đối với video lần này thì tôi chỉ xin chia sẻ anh chị một vài những cái tiêu chí sau đây. Đó là lựa chọn những dòng xe mà với túi tiền là khoảng hơn 400 triệu nhưng mà nó là phân khúc số tự động. Thế thì đối với những cái phân khúc mà số tự động thời điểm hiện tại anh chị có thể lựa chọn những dòng xe nào? Thì chia sẻ với anh chị rằng là một vài dòng xe phân khúc sau đây anh chị hoàn toàn có thể lựa chọn. Ví dụ như Mazda, Vios, Grand i10, có thể là Kia Forte, có thể là Sedento và những dòng xe B. Bên cạnh nếu mà B đời thấp thì cũng có thể lựa chọn được. Rồi thì là những cái dòng xe mà đời cao chúng ta có thể lựa chọn, nhưng mà để cùng cái phân khúc, tức là nếu để so sánh ở cái phân khúc mà ở cái hạng C vào thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể là lựa chọn Altis là một dòng xe phân khúc. Đối với những người mà cái tầm tiền, tức là không cần quá nhiều độ dáng nhưng chúng ta cần lựa chọn trong thành phố và cần lựa chọn trong cái không gian nội thất sự an toàn, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn chiếc xe Altis như thế này. Thì đây là một chiếc xe đời 2011 bản 1.8. Thì trong cái phân khúc này sẽ có hai cái loại phân khúc, một loại 1.6, một loại 1.8 và loại 2 chấm. Thì bản 2 chấm thì nó là cái bản đặc biệt. Thì chúng ta, tôi đã làm video chia sẻ anh chị ở dưới, anh có thể chị gõ vào Mạnh ô tô và bản Altis bản 2 chấm, nó cũng có thể ra những chiếc xe như vậy. Bên cạnh thì đây là một chiếc xe bản 1.8 và tôi sẽ chạy nó trên đường để cho anh chị thấy rằng là cùng là như vậy thì nó chạy tốt như thế nào. Đây là một chiếc xe mà anh chị thấy rằng là nó là một chiếc xe khá là cứng. Thế thì từ cái không gian, tức là anh chị có thể nói rằng là cái sự tiện nghi nó cũng có, cái độ an toàn nó cũng có. Bên cạnh nữa, chạy ở trên đường cái độ bốc nó cũng có. Thì chúng ta có thể lựa chọn nó trong cái khúc vào thời điểm hiện tại. Với cái giá tiền như vậy thì anh chị có thể nhìn thấy rằng nó hoàn toàn có những phần nội thất, không gian của nó, cái nội thất thứ nhất là bô lăng tích hợp, bên cạnh nữa hệ thống số tự động và phần nhiên liệu của nó thì cũng vừa phải mà lại phù hợp đối với phần ngân sách. Đây là đối với cái phần mà nội thất, anh chị có thể nhìn thấy rằng nó có rất là nhiều những tiện ích. Và bên cạnh nó dựa trên những khoản ngân sách của anh chị, dựa những khoản ngân sách của anh chị có thể nhìn thấy rằng là đối với những chiếc xe như thế này thì chúng ta nhìn đến tầng hệ thống ghế nội thất không gian của nó cũng khá đẹp. Anh chị sẽ nhìn thấy toàn bộ cái phần trần này. Con này nó hệ thống từ trần, vô lăng, củ số là xe nó còn nguyên hết. Và với cái ngân sách như vậy thì nếu chúng ta mua xe Grand i10 mới thì đối với những người thích thì không phải bàn. Nhưng mà nếu để mà so sánh giữa Grand i10 với tầm tiền nó khoảng hơn 400 cùng là cái phân khúc như này thì chúng ta một là lựa chọn con đời 2020, hai là lựa chọn một con đời 2011. Nhưng mà để mà so sánh là nếu như anh chị bước lên con xe này, anh chị đang đi con xe i10, bước sang con xe này là tự nhiên chúng ta không muốn đi dòng xe i10 nữa. Cho nên cái phân khúc của cái hạng này nó khác hoàn toàn so với phân khúc của cái hạng kia. Thế thì chúng ta sẽ nhìn qua cái phần máy của nó. Đây chúng ta, ở đây chúng ta sẽ dựa vào yếu tố đầu tiên là đường nội thành nội thị. Bên cạnh nữa chúng ta sẽ dựa vào phân khúc, đó là độ bốc. Cái thứ hai nữa chúng ta thiết kế về cái độ bền. Thì cái độ bền cái dòng xe này thì nó hơn hẳn cái dòng xe Grand i10 rất là nhiều. Chẳng hạn như nữa cùng với phân khúc mới so với phân khúc này. Hai là nó hơn hẳn về độ an toàn, nó hơn hẳn về cái trải nghiệm chạy trên đường nhá. Cái trải nghiệm mới là cái thứ nó quan trọng anh chị ạ. Nếu như anh chị mà chưa bao giờ hiểu về cái độ trải nghiệm này thì có nghĩa là cái video lần sau tôi sẽ chia sẻ anh chị. Nếu anh chị quan tâm với cái phần trải nghiệm thì cái trải nghiệm khác của chúng ta ấy, nó mới là quan trọng. Thì trong cái khoảnh khắc, mỗi khoảnh khắc chúng ta sống thì thực sự cái trải nghiệm là cái yếu tố vô cùng quan trọng anh chị ạ. Thế thì chúng ta sẽ nói về cái trải nghiệm này thì chúng ta phải đi thử chiếc xe i10, rồi chúng ta chạy thử chiếc xe này thì chúng ta mới thấy rằng nó có cái sự khác biệt. Cho nên là cái phần máy của cái này thì đây cũng là một cái trải nghiệm. Cái máy của cái xe này nó khác hoàn toàn so với máy của dòng xe kia, đúng không? Cái máy của xe này nó sáng sủa và nhìn nó khác biệt hoàn toàn, độ bền nó cũng khác. Nhìn cái không gian này nó cũng khác hoàn toàn rồi. Đấy thì chúng ta sẽ nói về cái trải nghiệm. Thế thì mỗi một người sẽ có một cái sự hiểu biết khác nhau.
Thế thì dựa trên cái tiêu chí là điều đầu tiên là nội thành nội thị, và những cái người có cái tầm tiền như thế này thì đối với con này thì cái trải nghiệm xăng nó cũng khác với trải nghiệm con i10. Về cơ bản nhìn thấy con xe này, những con xe i10 đã ăn gần bằng con xe này. Con này thì nó khoảng tầm 8 lít. Con 8 lít rưỡi, con xe i10 thì nó khoảng 7 lít. Nếu mà con bản chấm 2 thì con này nó bản chấm 8 thì nó chênh nhau với khoảng một ít xăng. Nhưng mà cái việc mà nó chạy trên đường, tí nhìn tôi chạy trên đường nhá. Khi mà chạy trên đường anh chị nhìn nó hoàn toàn nó khác nhau so với dòng xe i10. Và cái độ bốc nó khác, cái độ lái nó cũng khác, thì phải có nhiều những cái trải nghiệm khác nhau như vậy thì anh chị mới có thể nhìn đến chiếc xe. Và đây là một chiếc xe nó hoàn toàn nó không có lỗi, và xe nó rất là cứng. Xe nó không có lỗi và xe nó rất là cứng, anh chị có thể nhìn thấy. Và chúng ta sẽ nhìn qua cái phần nội thất rồi đảm bảo anh chị là 100% xe zin, rồi chúng ta sẽ chạy thử nó xem như thế nào nha anh chị nhá. Và chúng ta sẽ bắt đầu chạy nó trên đường. Xin chào tất cả anh chị và các bạn, và hôm nay thì tôi đang bắt đầu trên hành trình test thử chiếc xe Altis đời 2011 này. Đây là chiếc xe mà bản chấm 8 số tự động, và xe cũng khá là đẹp, khá là căng. Tôi đang bắt đầu chạy thử nó ở trên những chặng đường, những trên cao tốc chẳng hạn. Nó khá là tuyệt vời, chiếc xe này. Thì đối với dòng xe Altis này thì nó có bản 2.0 và bản chấm 8, nhưng mà đây là một chiếc xe mà tôi nghĩ rằng nó chạy khá là tuyệt vời đối với dòng xe này. Anh chị có thể nhìn thấy rằng là tôi sẽ chạy từ những đoạn trên và đoạn dưới. Ở đây anh chị thấy tuyệt vời không? Và chúng tôi đang đi ở với những hình ảnh phía bên trong và phía bên ngoài của xe. Và anh chị có thể nhìn thấy rằng là nó chạy khá là tốt. Chúng tôi đang có thể là chạy với hình ảnh, anh chị có thể nhìn thấy. Anh chị có thể nhìn thấy rằng toàn bộ hình ảnh của vòng ngang xe của những chiếc xe này. Đây anh chị có nhìn thấy rằng là tôi đang chạy với tốc độ nó khoảng 60. Tôi sẽ tăng tốc những chiếc xe bên cạnh lên. Tôi sẽ tăng lên 100 xem có điều gì diễn ra anh chị nhá. Anh chị có thể nhìn thấy là toàn bộ, đây là toàn bộ cái tốc độ cho anh em tôi đang chạy này. Tôi sẽ tăng tốc lên 100 km/h xem có điều gì. Đây thì tôi vẫn đang lái xe đây. Tôi đang lái xe, và thời điểm hiện tại thì tôi đang chạy với tốc độ 100 km/h. Anh chị hoàn toàn có thể nhìn thấy rằng là nó chạy khá tốt, gầm vậy không có bất kỳ một cái điều gì cả, không có bất kỳ một tiếng ồn nào, và hoàn toàn nó chạy cực kỳ tốt. Thế thì đối với cái dòng xe Altis và cái dòng xe này thì anh chị có thể là biết rằng là nếu chúng ta chạy được như thế này với cái tốc độ bên cạnh nó cộng với sự lái này, cộng với lại toàn bộ những cái phần chạy được, thế thì để làm một cái người mà lựa chọn cái dòng xe mà nó tốt được cho mình ấy, thì anh chị hãy nhớ rằng là chúng ta có được quyết định tất cả mọi thứ trong cuộc sống này. Thế thì để cái lựa chọn được cái vấn đề xe tốt rồi, nhưng bên cạnh là chúng ta còn phải lựa chọn thêm cái ở đây có một cái tư duy khác nữa, có thể làm một cách nào đó để chúng ta có thể lựa chọn một chiếc xe tốt, và lựa chọn được chiếc xe mà được gầm bẽ, được lựa chọn tốt thì đấy là một điều cũng tuyệt vời. Thế nên anh chị đã nhìn thấy rằng là từ những cái vị trí của những chiếc xe thì chúng ta có thể lựa chọn cả những cái cách người bán xe, bên cạnh nó lựa chọn những chất liệu. Thế thì là những người chủ gia đình thì anh chị có thể là lựa chọn bên cạnh tất cả những yếu tố sau đây, lựa chọn cả về vấn đề về kiểu dáng và vấn đề về chất lượng xe nữa. Còn giữ vị trí đấy để anh tiến lên một chút thì sẽ nhìn thấy toàn bộ cái cảnh phía sau xe. Tôi sẽ vượt những chiếc xe này, anh chị có thể nhìn thấy rằng là khi tôi vượt xe này hoàn toàn chỉ đạp nhấn ga một chút thôi. Đấy, là xe nó toàn hoàn toàn nó đã vượt tất cả những dòng xe bên cạnh khác rồi. Đây là cái tốc độ của cái dòng xe Altis, anh chị thấy rằng là nó là một trong những cái dòng xe mà chạy trên đường là cực kỳ tuyệt vời luôn. Chạy trên đường là cực kỳ tuyệt vời nhá. Đấy, tôi chỉ chạy một xíu là đã vượt lên đến nút giao này rồi. Đấy, anh chị thấy không? Chạy ở cái tốc độ 100 mà nó vẫn còn rất là nhàn. Chân tay vẫn có thể là bỏ ra. Nhiều người ở cái video trước thì anh chị có thể nói rằng là tôi bỏ chân tay, nhưng không phải đâu. Cái chân này, anh chị nhìn cái đùi tôi này, tôi vẫn luôn luôn giữ ở cái vành vô lăng, chưa bao giờ để cho bất kỳ một cái điều gì đó nó khỏi. Tuy rằng tay tôi bỏ ra vẫn là đang nói chuyện với anh chị, nhưng mà cái chân nó vẫn giữ này, cái chân nó vẫn giữ kẹp vào vành vô lăng, anh chị có nhìn được. Và nếu mà những người nào lái xe mà tinh ấy, thì mới có thể nhìn thấy rằng là tôi hoàn toàn không bỏ bất kỳ cái điều gì ra ngoài hết, và cái độ an toàn chúng ta phải được luôn luôn giữ nó, kể cả vẫn trong cái vấn đề mà khi mà kiểm tra bất kỳ cái điều gì thì chúng ta phải luôn có một cái phương án dự phòng. Anh chị có thể thấy không, đây là chúng ta đã chạy qua một chặng đường rồi thì nó chạy cực kỳ tốt. Thì đối với dòng xe Altis này thì anh chị
với cái tầm tiền rất nhiều người sẽ quan tâm đến nó vào cái thời điểm hiện tại. Nhưng mà trên thực tiễn ra thì cũng có thể nói với anh chị rằng là cái thời điểm hiện tại đối với dòng xe Altis 2011 số tự động của bản chấm 8 này thì nó loanh quanh đâu đó khoảng hơn 400. Thì anh chị có thể là chúng ta có thể đi gia đình rất là tốt, nó là ghế điện rồi. Và chúng ta hoàn toàn không phải chỉnh bất kỳ bằng tay bằng cơ gì nữa. Thì anh chị có thể nhìn thấy rằng là nếu cái chặng đường chạy như vậy, anh chị nhìn thấy từ phía trong phía ngoài của xe, phía trên và phía trước chị có thể tham khảo tiếp tục vào những video. Tất nhiên bên cạnh đó thì anh chị nếu mà có sẽ có nhiều người sẽ bình luận rằng là giá con này nó sẽ là thế nọ, giá nó thế kia, nhưng mà chỉ những người thực sự hiểu và thực sự đã từng đi những dòng xe như này rồi thì anh chị mới hiểu rằng là chúng ta có được lựa chọn những cái quyết định của mình. Bên cạnh đó anh chị cũng có là những cái người mà hiểu và những người biết được, những người tìm được, những người đã đi tìm những dòng xe này thì anh chị mới biết được rằng là cái giá trị của nó như thế nào. Thì ở cái video lần sau tôi sẽ chia sẻ anh chị tiếp tục về những cái điều làm nào đó để có thể phát hiện ra những cái con xe mà nó có những cái đã được người ta tuốt rồi và những người chưa được tuốt thì ở video lần sau nhé. Còn ở video lần này thì tôi xin phép dừng nó là ở đây. Nếu anh chị có điều gì thắc mắc thì có thể comment, có thể là comment những điều mình muốn ở phía bên dưới. Tôi sẽ làm video để cho anh chị nhìn toàn cảnh về những cái dòng xe này. Đương nhiên anh chị có thể nhìn được thêm nữa ở cái phần vị trí phần này cam nữa. Sau cái kính đoạn này anh chị có thể nhìn thấy nó trên flycam, anh chị đã nhìn thấy cho nó trên flycam rồi đúng không ạ? Nhìn nó trên flycam và anh chị có thể nhìn thấy nó chạy ở trên cao tốc. Đương nhiên nó có thể chạy ở trên những quãng đường hẹp nữa thì anh chị cũng có thể nhìn thấy nó. Ở cái đoạn đường hẹp, đoạn đường sóc thì anh chị có thể comment bên dưới và tôi sẽ chia sẻ anh chị về những video tiếp tục miễn phí. Có điều gì thắc mắc anh chị nhá. Và đừng quên là đăng ký vào kênh để chúng ta cùng gặp lại nhau vào những clip tiếp theo.